Sangha is inviting to come back to our being, so that the collective energy of mindfulness can bring us together as an organism, flowing as a river, with no more separation. Let the whole Sangha breathe as one body, listen as one body, chant as one body, transcending the boundaries of a delusive self, liberating us from the superiority complex, the inferiority complex, and the equality complex. From the depths of understanding. Upon the ways of birth and death.
chưa? Mà chúng nghe rõ không? Thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 6 tháng 2 dương lịch năm 2014. Chúng ta đang ở tại thiền đường Nước Tĩnh của Sấm Thường Lần Mai trong mùa An Cư Kiết Tông 2013-2014. Trong những cái tâm hành mà chúng ta học đó, những cái mental formations đó, nó có một tâm hành gọi là bản căn. Mà trong Phật giáo Theravada gọi là sức sống. Vitality. Life. Vitality. Jivita là sức sống. Elang vital. Và Indriya là cái cơ sở, cái căn cứ, cái cơ quan. Sense base. Ở tiếng Pháp mình có thể dịch là élan vital, la vie, la vitalité. Thì khi mà mình tưởng hình trong lòng mẹ, mình bắt đầu có cái đó rồi. Ở trong Phật giáo Theravada có phân biệt hai cái loại bản căn, vitality
một là rupa jiviti jivitindra, và nama jiviti indriya. Nama tức là danh, và rupa là sắc. Danh mạng căn và sắc mạng căn. Nama riti riti tindindra là danh mạng căn. Nó cũng gần giống như cái mình gọi là linh hồn của con người vậy đó. Nó gồm có thọ tưởng hành và thức. Thọ tưởng hành và thức. Và rupa jivita là tức là sắc. Một bên sắc là thuộc về vật chất rupa, một bên thọ tức hành thức là thuộc về nama tức là tinh thần. Thì nó có hai loại mạng căn, một là sắc mạng căn và hai là danh mạng căn. Và khi mà chúng ta tượng hình trong lòng mẹ là có cái sức sống đó. Một mặt chúng ta có hình hài, trong hình hài nó chứa đựng một cái sức sống, nó có một sức đẩy. Cái đó gọi là Elangvitan là rất là đúng. Và trong hình hài nó có cái đó, nhưng mà trong tâm thức á, trong thọ tưởng hành thức nó cũng có cái sức sống đó. Cái đó gọi là bản căn. Dịch là vitality cũng được lắm. Thì khi mà chúng ta tưởng hình trong lòng mẹ đó, thì cái mạng trong của chúng ta nó hòa với cái mạng căn của mẹ, không phải là một mà không phải là hai cái. Nó sức sống của mẹ nó truyền vào sức sống của con, và sức sống của con nó truyền vào sức sống của mẹ, nó không phải một mà không phải hai. Thì nó nói tới linh hồn á, thì linh hồn của mẹ và linh hồn của con á không phải là hai cái, nó gần như một cái, nhưng mà từ từ nó tách ra. Khi mà sinh con ra thì giống như là nó có một cái linh hồn khác, nó có một cái sắc thọ tưởng hành thức, nó có cái năm uẩn khác, và mẹ có cái năm uẩn khác. Nhưng mà cái thực là ban đầu là nó chung, rồi sau rồi mình tưởng là riêng, có thể chia ra được. Nhưng cái thực giữa mẹ với con nó vẫn có cái sự tiếp nối. Nhìn vào trong con thì thấy mẹ, và nhìn vào trong mẹ thì thấy con, thấy cha. Thì thường thường chúng ta hay phân biệt là các loại hữu tình và các loại vô tình. Các loại vô tình là những cái mà gọi là objet inanime, tức là không có linh hồn. Và những cái loại hữu tình, tức là những cái chúng sanh mà có linh hồn, chúng ta phân chia ra như vậy. Nhưng kỳ thực ra sự phân chia đó nó không có đúng. Tại vì nơi những cái mà chúng ta gọi là vô tình đó, objet inanime, nó cũng có sự sống. Ví dụ như trong hạt bắp, nó có sự sống, nó có sự hiểu biết, nó có cái tâm thức. Mình nhìn hạt bắp tưởng là nó vô tri, nhưng kỳ thực là trong hạt bắp nó có cái biết ở trong. Mà nếu mình trồng hạt bắp vào đất thì hạt bắp đó có thể nảy mầm. Và hạt bắp biết làm lá, làm hoa và làm trái bắp. Như vậy không thể nói hạt bắp là vô tri được, nó có cái biết ở trong.
Và các nhà khoa học lường thử ngày hôm nay thì thấy rằng, họ tìm thấy rằng những cái hạt gọi là hạ nguyên tử, những cái particle subatomic, nó cũng có cái biết của nó thông minh. Những cái nguyên tử và những cái hạ nguyên tử nó cũng có cái trí tuệ của nó có biết của nó. Vì vậy cho nên nhìn trăng sao thì mình thấy rằng trăng sao nó cũng là tâm thức, mà mình cũng là tâm thức, mình cũng là trăng sao. Cái túi có thể ở đâu? Trong khóa mùa đông này mình học về di biểu, và đây là một cái bài nó tóm tắt lại những cái ý chính trong cái khóa tu 3 tháng này bằng tiếng Việt, và sư trì Chánh Đức đang dịch ra tiếng Anh để cho các thầy các sư cô không đọc được tiếng Việt sẽ đọc được. Nó thâu tóm tất cả những gì mà thầy trò mình đã học trong 3 tháng vừa qua. Thành thầy Pháp Cầu sẽ in cho mỗi người một cuốn. Vậy thì mình phải biết rằng trong cái hạt bắp đó nó có sức sống, nó có vitality, nó có mạng canh. Và mình thấy trong cái hạt nguyên tử đó, một hạt bụi, nó cũng có sức sống ở trong đó. Và mình không có thể nào thiết lập một cái ranh giới giữa những cái hữu tình và những cái vô tình. Mình không có thể nói là có một cái matcha gọi là matcha vivant, nó khác với cái gọi là matcha inert được. Tại vì cái trong cái mình gọi là matcha inert đó, nó có cái mảnh căn trong, nó có sức sống trong. Giữa cái hữu tình và vô tình cũng vậy, không có ranh giới. Trong cái mình cho là vô tình, nó có hữu tình. Ở trong kinh Kim Cương Diamond Sutra, chúng ta học được điều đó. Nói rằng là những loại hữu tình được làm bằng những chất liệu vô tình. Lấy những chất liệu vô tình ra thì loại hữu tình không còn nữa. Vậy thì khi mình nhìn một đám mây, mình cũng có thể thấy được đám mây là có sự sống trong nó. Đám mây có sự sống của đám mây, và đám mây có cái đời sống của đám mây. Đám mây có một đời sống. Và khi đám mây không còn nữa thì ta gọi là đám mây chết. Nhưng mà kỳ thực đám mây không có chết. Đám mây chỉ trở thành ra một cơn mưa mà thôi. Và cơn mưa cũng vậy, nó cũng có thể chết được. Cơn mưa có thể trở thành ra dòng sông và có trở thành ra đám mây trở lại. Và như vậy đám mây nó có thể đi luân hồi, nó tiếp tục sự sống của nó. Và trong khi làm đám mây có thể sống một cách sâu sắc cái đời sống của đám mây. Và khi đám mây trở thành cơn mưa thì cơn mưa nó cũng sống sâu sắc cái đời sống của cơn mưa. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta có một đời sống, và chúng ta hãy sống sâu sắc cái đời sống của mình. Il faut vivre sa vie en profondeur. We have to live our life deeply. Và chúng ta cũng như đam mê, chúng ta sẽ không có chết đâu.
Không có cái gì có thể chết được hết. Và điều này khoa học đã tìm thấy là vật chất của năng lượng, bản chất của tuổi đó là bất sinh và bất diệt. Vì vậy cho nên cái mà ta gọi là chết đó, nó chỉ là sự tiếp nối với một hình thức khác thôi. Cái đó đang cũng đạo buộc gọi là luân hồi, gọi là tiếp nối. Thì trong khi là đám mây phải sống cho sâu sắc, để đến khi trở thành mưa thì mình sống sâu sắc như một cái cơn mưa. Il faut vivre sa vie de nuages en profondeur, phải sống cái đời sống của đám mây cho sâu, để rồi sau này nếu trở thành mưa thì mình sẽ sống cái đời sống của cơn mưa cho nó sâu. Thì con người cũng vậy, trong khi được làm người thì chúng ta phải tập sống như thế nào cho thật sâu sắc. Tại vì phần lớn chúng ta đều phí phạm cái sự sống, chúng ta không có biết sống, chúng ta không biết sống sâu sắc để có thể có được cái bình an, có cái hạnh phúc trong từng cái đời, trong từng cái giây phút của đời sống hàng ngày. Mà chúng ta học về Phật pháp là để làm chừng đó, là để biết sống một cách sâu sắc từng giây phút mà cuộc đời cho mình để mình sống. Ví dụ trong một hơi thở vào thì mình phải tìm thấy cái bình an và cái niềm vui trong cái hơi thở vào. Vivre une inspiration. Il faut bien vivre votre inspiration en profondeur. Phải sống trong khi mình thở vào thì mình phải sống cái sống hơi thở vào. Tại vì trong khi thở vào là mình đang kinh nghiệm hơi thở vào, mình đang đi qua kinh nghiệm của một hơi thở vào. Và trong cái hơi thở vào đó, nếu mình biết cách sống thì cái hơi thở vào đó nó có thể chế tác được sự bình an và cái niềm vui sống. Nhưng phần lớn chúng ta không làm được như vậy. Chúng ta thở vào thì thở vào thôi. Và trong hơi thở vào đó chúng ta có thể có sự giận hờn, có sự bực bội, có sự lo lắng. Cho nên hơi thở vào đó nó không có phẩm chất, nó không có quality. Vivre une inspiration, tức là mình sống một hơi thở vào. Và mình khéo thở vào như thế nào để trong cái hơi thở vào đó nó có sự bình an. Sự bình an có thể có được trong một hơi thở vào. Và nếu mình không có được sự bình an trong khi mình thở vào, là đó tại vì mình chưa biết thở, chưa biết học cách thở, chưa học cách thở. Thì trong kinh An Ba Thủ Ý nó buộc dạy chúng ta thở như thế nào để có sự bình an, thở như thế nào để có thể buông bỏ những cái lo lắng, những cái buồn phiền, những cái căng thẳng trong thân của chúng ta. Và chúng ta tới lần mai là để chúng ta học những cái điều như vậy. Tại vì chung quanh ta có những người khác cũng đang thực tập như vậy. Ví dụ như mình có cơ duyên mình tới lần mai một tuần lễ. Một tuần lễ cũng khá nhiều. Và nếu mình hết lòng thì trong một tuần lễ đó mình có thể học được cái cách thở vào như thế nào để hơi thở vào có thể đem tới sự bình an, đem tới niềm vui sống. Mình sống một hơi thở. Ví dụ như khi mình nghe chuông, thì chúng ta phải sống cái tiếng chuông đó. Chúng ta phải đi ngang qua tiếng chuông đó.
Tiếng chuông đó có thể kéo dài trong 20 giây. Hay là 30 giây. Ví dụ trong khi người ta thỉnh một tiếng chuông á, sau khi người ta thỉnh một tiếng chuông á, thì mình có thể thở vào bốn giây và thở ra sáu giây, tức là mười giây. Rồi sau đó mình thở vào bốn giây khác và mình thở ra sáu giây khác, cái đó là mười giây nữa. Và sau đó thì mình có cơ hội thở vào 4 giây và thở ra 6 giây. Thì tất cả là một tiếng chuông mà Thầy Trí Chung thỉnh lên đó, là cơ hội để cho mình thở vào, thở ra 3 lần. Mỗi lần như vậy có thể là 10 giây. 4 giây khi thở vào và 6 giây khi thở ra. Và là đối với những người biết thở, thì mỗi hơi thở vào, mỗi hơi thở ra đều có thể chế tác được sự bình an. Tức là trong khi mình thở vào, thở ra thì mình ngưng hết mọi sự suy nghĩ. Mình chỉ chú tâm tới hơi thở vào thôi. Và thở vào như thế nào để cho có sự thích thú trong khi thở vào, có niềm vui trong khi thở vào. Và thở vào như thế nào để có sự bình an trong khi thở vào. Trong khi thở vào, mình buông bỏ hết tất cả những cái lo lắng, những cái suy tư, những cái dự án của mình, và mình trở thành nhẹ như là đám mây vậy đó. Và khi mà Thầy Trí Chung thỉnh 3 tiếng chuông thì chúng ta có cơ hội thở được 9 hơi như vậy, và chúng ta chế tác được rất là nhiều bình an, chế tác rất là nhiều niềm vui. Và nếu anh không có chế tác được, tại vì anh chưa học, anh phải học, anh phải tập. Và cứ mỗi ngày anh học như vậy, anh tập như vậy, thì sau một tuần lễ anh về nhà anh làm được. Và một tuần không phải là ít đâu, một tuần lễ có thể là đầy đủ cho anh để anh có thể học được cái đó. Trong khi mà anh thở như vậy á, nó có những cái nguồn năng lượng nó được chế tác. Trước hết là cái nguồn năng lượng gọi là niệm, tức là mindfulness. Niệm tức là biết được cái gì đang xảy ra. Mà cái gì đang xảy ra tức là mình đang thở vào. Mình đang thở vào và mình biết rằng mình đang thở vào. Đó là niệm. Đó là nhận diện. Nhận diện rằng có một hơi thở vào nó đang xảy ra. Và mình muốn sống cái hơi thở vào đó cho thật sâu. Mình muốn sống cái hơi thở vào đó cho thật sâu. Cũng giống như khi mình đang uống một tách trà, thì mình muốn uống cái tách trà đó như thế nào cho thật đàng hoàng, để có hạnh phúc, để có niềm vui trong khi mình uống trà. Thì trong khi mình thở vào á, thì mình muốn thở vào như thế nào để hơi thở vào nó có hạnh phúc, nó có bình an. Và cái năng lượng gọi là niệm á, mindfulness, nó có khả năng cho mình biết là đang có một hơi thở vào, đang có một hơi thở vào xảy ra, và mình phải để tâm vào cái hơi thở vào đó. Và khi mình để tâm vào hơi thở vào đó thì tự nhiên những cái lo lắng về tương lai, những cái ưu sầu về quá khứ
nó rơi rụng xuống. Niệm là chú tâm vào một cái, và niệm nó đưa tới cái năng lượng thứ hai là định. Định là nhất tâm, định là nhất tâm. Tức là trong khi đó cái tâm mình chỉ chú trọng vào hơi thở thôi, mà buông bỏ tất cả những cái còn lại. Những lo lắng về tương lai, những ưu sầu về quá khứ, những cái dự án buông bỏ hết. Và chỉ chú tâm vào một cái thôi, cái gọi là định, gọi là nhất tâm. Và trong cái giây phút đó mình có mặt thật sự trong cái giây phút hiện tại. Mình trở thành một con người tự do. Mình không có bị quá khứ nó lôi kéo, nó giam hãm. Mình không có bị cái tương lai nó lôi kéo, nó giam hãm. Mình có tự do để sống giây phút hiện tại, để sống cái hơi thở vào của mình, để sống cái hơi thở ra của mình cho nó thật sâu sắc. Cái đó là niệm và định, mindfulness and concentration. Là trong khi mà sau khi thầy Trí Chung thính một tiếng chuông thì mình bắt đầu thở vào và thở ra. Thì trong khi thở vào thở ra đó mình chế tác niệm và định. Và đối tượng của niệm là hơi thở vào. Đối tượng của định cũng là hơi thở vào. Mindfulness of breathing. Concentration on breathing. Niệm là niệm về một cái gì? Định là định về một cái gì? Ý thức về hơi thở và chú tâm vào hơi thở. Và khi mà có ý thức và có sự chú tâm thì tự nhiên cái năng lượng thứ ba là tuệ nó được phát sinh. Tuệ là một cái thấy. Cái thấy này có thể đem tới được rất là nhiều niềm vui và nhiều bình an. Trước hết mình thấy được là mình đang thở. Và mình đang thở có nghĩa là mình đang sống. Mình đang được làm người. Mình đang được làm người. Mình có hai mắt có thể thấy được trời xanh. Mình có hai lỗ tai có thể nghe được tiếng chim kêu. Mình có hai cái lá phổi có thể thở vào và thở ra được. Đó là những cái thấy. Đó là những cái thấy nó tới khi mà mình có niệm và có định. Và mình có một cái đời sống để sống. Mình có cơ hội để thở vào. Mình có một hình hài. Thì tất cả những cái đó là những cái thấy. Mà khi mà tâm mình nó có mặt ở đó, nó chuyên chú, thì tự nhiên cái thấy đó nó tới một cái tự nhiên. Mình biết rằng mình có một hình hài, mình có một sự sống, và mình có một cơ hội để có thể sống được sâu sắc những cái hơi thở của mình. Và vì vậy cho nên có niệm, có định, có tuệ, tự nhiên ba cái hơi thở này nó có sự bình an, nó có hạnh phúc. Đó là sự luyện tập, training. An toàn mà. Cho nên về làng mình đừng có để thì giờ để nói chuyện nhiều, nói chuyện điện thoại hay là suy tư nhiều. Mình ngưng cái sự nói năng, mình ngưng cái chuyện suy tư lại để mình tập thở, tập thở. Và mình sống từng hơi thở một. Mình sống từng hơi thở một. Mình đi qua từng hơi thở một. Mình trân quý từng hơi thở. Và mình phải chế tác cho được cái bình an và cái niềm vui trong từng hơi thở. Đó là một cái thách thức. Một cái đề phi của người tu.
Tại mình có điều kiện. Mình có điều kiện. Mình có sự may mắn được gặp gỡ cái pháp môn chánh niệm. Mà mình tới đây là để mình làm chuyện đó. Và nếu mình thở như vậy á, chế tác được sự bình an, sự buông thư, niềm vui, thì những hơi thở đó nó có cái chức năng trị liệu và bồi dưỡng, nourishment and healing. Tại vì trong khi mình thở như vậy á, mình buông bỏ hết quá khứ, tương lai. Mình buông bỏ những cái sự căng thẳng trong thân và trong tâm. Và mình có khả năng thưởng thức, enjoy cái hơi thở vào và hơi thở ra. Cái người tu là người có khả năng cảm thấy cái sự lạc thú trong khi thở vào và thở ra. Nếu anh không thấy cảm được cái lạc thú trong cái thở vào thở ra thì anh chưa phải là một yogi, không, chưa phải là một cái hành giả. Anh phải làm thế nào để trong khi thở vào anh cảm thấy thích thú? Cái đó gọi là pháp lạc. Pháp lạc. Là cái niềm vui của chánh pháp, hay là thiền diệt, là cái niềm vui của sự thực tập thiền. Và nếu anh thở mà anh thấy mệt, anh có hạnh phúc thì anh chưa biết thở. Nếu trong khi mình thở mình có niềm vui, mình có pháp lạc, mình có được sự nuôi dưỡng, thì lúc đó mình mới là một cái hành giả, một cái yogi. Đích thực. Và cái pháp lạc này, cái thiền diệt này, the joy of meditation, the joy of the practice, the happiness of the Dharma, đối với người hành giả là một thức ăn, một loại thức ăn. Cho nên là trong kinh gọi là thiền diệt vi thực. Thiền diệt vi thực. Tức là lấy cái niềm vui của sự thực tập làm cái thức ăn hàng ngày. Nên trong khi mình ngồi thiền, trong khi mình đi thiền hành, lúc đó mình đang ăn. Mình đang tiêu thụ thực phẩm. Và những cái thực phẩm thiền diệt hay là pháp lạc, nó nuôi dưỡng mình và nó trị liệu cho mình. Nó trị liệu cho mình. Thành ra anh tới lần mai là anh phải học như thế nào để anh có thể sống được những cái hơi thở vào và sống được những hơi thở ra. Mà những hơi thở đó nó có thể giúp anh chế tác được cái sự bình an và cái niềm vui. Và trong khi anh chế tác được cái bình an, cái an vui, thì anh buông bỏ được những cái lo lắng, những cái căng thẳng ở trong thân và trong tâm của anh. Khi mà nghe một tiếng chuông, anh có thể thưởng thức được 9 hơi thở, 3 hơi thở. Và khi nghe 3 tiếng chuông, anh có cơ hội thưởng thức được 9 hơi thở vào và thở ra. Chế tác không biết bao nhiêu là bình an và hỷ lạc. Hỷ lạc, hỷ tức là joy.
còn lạc là happiness. Và nếu anh có hỷ lạc và bình an rồi, anh mới có gì để hiến tặng cho người anh thương. Nếu anh có thì anh có thể thương được, có gì để hiến tặng, có gì để cho nhau hết. Thành ra mình có thể dùng nói là sống một hơi thở, vivre une inspiration. Mình có thể dùng cái danh từ sống một tiếng chuông, vivre un son de cloche. Sống một đời sống, nhưng mà đời sống đó được làm bằng những hơi thở, những tiếng chuông và những bước chân. Bây giờ đây mình đi một bước, thì cái bước chân đó làm sao để có an lạc, có an và có hỷ và có lạc. Thì từ cái cư xá của anh, mà anh đi tới thiền đường, anh phải tập đi. Anh tập đi như thế nào để mỗi bước chân như vậy nó chế tác được an và nó chế tác được hỷ và lạc. Đó là một sự thách thức. Sư chú đã phát tâm xuất gia, sư chú đã cạo đầu rồi, sư chú đã làm một vị Sajini Saji rồi, sư cô đã làm một vị Sajini rồi, thì đây là cơ hội để cho sư chú, sư cô sống như vậy, đi từ cư xá của mình lên ra thiền đường, mình đi như thế nào để mỗi bước chân có an, có hỷ, có lạc. Đó là một sự thách thức. Còn nếu sư chú đi như bị ba nuối thì như vậy uống cái đời của sư chú. Tại sao mình có cơ hội mà mình không làm? Đi đâu mà hấp tấp như vậy? Tại sao không đi để mỗi bước chân có thể chế tác được an, hỷ và lạc? Thầy mình đã trao cho mình nhiều cái bài kệ rất là hay. Và những bài kệ đó có thể áp dụng được trong khi đi. Con đang bước những bước chân huyền thoại, con đang thở những hơi thở truyền kỳ, con đang sống những phút giây kỳ diệu, hạnh phúc cười trên nẻo đường con đi. Đó là chế tác hỷ, chế tác lạc để nuôi mình. Và khi mình được nuôi thì mình có thể nuôi được những người khác. Cho nên ở Làng Mai, trong khi đi thì chúng ta phải tập đi như thế nào để mỗi bước chân có thể chế tác được bình an, hỷ và lạc. Và chúng ta phải sống từng bước chân. Info vivre chaque pas. Ăn phong đề. Mỗi bước chân là sự sống. Mỗi hơi thở là sự sống. Vì vậy cho nên một bước đi là sự sống. Mình sống cho sâu sắc cái đời sống mà thiên nhiên trao cho mình, tặng cho mình. Nếu không thì nó rất là uổng. Và tại Làng Mai thì mình được dạy rằng trong khi đi mình có thể phối hợp hơi thở với bước chân. Ví dụ như khi mình đi thiền, mình tập đi thiền với là đại chúng đó, thì mình đi với một cái tốc độ vừa phải. Khi mình đi một mình đó, thì mình có thể đi chậm hơn,
mỗi bước là một hơi thở vào hoặc là một hơi thở ra. Mình sống cho sâu sắc từng bước một, muốn lâu từng nào cũng được hết. Và mình nếm từng hơi thở, mình nếm cái bình an, cái hỷ, cái lạc trong từng cái bước chân. Mỗi bước chân là một hơi thở, cái đó gọi là slow walking, đi đi thiền chậm, thiền đi chậm. Ví dụ mình có 10 phút, tại sao mình có dùng 10 phút đó để đi một mình? Mỗi hơi thở nó đi theo một bước chân, mà đi như thế nào để tiếp xúc được với những màu nhiệm của đất trời, đi như thế nào để mỗi bước chân nó giúp cho mình trở về với giờ phút hiện tại, đi như thế nào để mỗi bước chân nó có bình an, nó có hỷ, nó có lạc. Chừng đó ai cũng làm được. Nếu thực sự mình muốn thì ai cũng có thể làm được. Và nó rất là dễ chịu. Sự thực tập này nó rất là dễ chịu. Nó không có làm cho mình mệt nhọc. Trái lại nó đem lại cái niềm vui. Nhưng mà khi mình đi với đại chúng á, thì mình không có đi chậm như vậy, mà mình đi với cái tốc độ bình thường. Mà có thể khi mình thở vào thì mình bước 2 bước hoặc 3 bước. Đó là con đường bằng. Còn khi mà mình leo dốc thì nó khác. Leo dốc thì cái số bước nó sẽ ít hơn. Ví dụ đây là con đường bằng, thì khi mà mình thở vào thì mình bước 3 bước, 1, 2, 3, thì cái tiếng Việt á là một cái tiếng gọi là đơn âm, thành nó thực tập rất là dễ. Ví dụ là con đang bước, con đang bước, là hơi thở vào đó. Rồi đến khi thở ra thế này, những bước chân huyền thoại, những bước chân huyền thoại. Con đang bước những bước chân huyền thoại. Thì cái câu thiền ngữ này nó giúp cho mình thấy được cái tuệ, là được làm người phôi khỏe và được cùng đi thiền hành với tăng thân là một sự may mắn. Và cái điều này là cái điều thật sự đang xảy ra, chứ không phải là điều mình ước mong. Có bước những bước chân huyền thoại. Mình đang ở làng Mai, mình đang đi thiền hành với thầy, với các bạn tới từ bao nhiêu nước. Thế đó là nó là một cơ hội, là một cái huyền thoại. Con đang bước những bước chân huyền thoại. Con đang thở những hơi thở truyền kỳ, những hơi thở truyền kỳ.
Hoặc là con đang bước những bước chân huyền thoại, rồi lặp lại, con đang bước những bước chân huyền thoại. Con đang bước những bước chân huyền thoại, 3 lần, 4 lần, rồi mới đi sang câu thứ hai. Con đang thở những hơi thở trường kỳ. Con đang thở. Thì chế tác hỷ và lạc trong khi đi nó dễ ở cả. Không có khó gì hết. Nó rất là vui, rất là dễ. Mà thầy cũng đi như vậy. Và có biết bao nhiêu bài như vậy đấy cho mình thực tập. Những cái thiền ngữ nó giúp mình. Mà cái đó không phải là những cái suy tư, những cái tư tưởng. Những cái câu đó là những cái thiền ngữ để giúp cho mình trú ở trong niệm, ở trong định. Cũng giống như là khi mình leo lên gác, thì mình leo lên cầu thang, thì mình nắm cái lan can à, để cho đường té thôi, đi lên đi xuống rất là vững. Thì những cái câu kể này không phải là những cái ý tưởng, những cái suy tư, mà là những cái thiền ngữ mình dựa vào để mình duy trì cái thấy của mình là mình rất may mắn, mình đang có 2 chân khỏe, mình đang bước những cái bước chân có an, có lạc, có hữu. Ví dụ như là mình đang leo lên đó, thì tự nhiên 3 bước nó trở thành 2 bước. Thì thay vì con đang bước thì mình để là đang bước. Những bước chân huyền thoại thì mình để là bước huyền thoại, đang bước, bước huyền thoại. Đang bước, bước huyền thoại, đang thở, thở truyền kỳ. Thì mình như vậy. Và nếu hơi thở vào nó là 3 hay là 2, đó là tùy theo cái nhu yếu của cái phổi của mình, tự nhiên nó đủ như vậy. Và khi mình đi như thế này thì dù là lên dốc nó cũng không có mệt, đi thong thả. Và mình hướng từng bước chân. Hướng tức là hướng thọ, là enjoy từng bước chân. Và vì vậy cho nên thiền tập á, nó đem tới cái niềm vui, nó đem tới cái pháp lạc. Trong khi ngồi á, mà nhất là khi mới bắt đầu ngồi thiền, thì mình phải sử dụng cái hơi thở. Mình thở như thế nào để cho cái hơi thở nó lắng dịu xuống, nó có phẩm chất. Rồi mình, cái đó gọi là điều tức. Điều thức. Rồi mình làm sao để cho cái hình hài của mình nó buông thư, nó thẳng, nó buông thư, nó thoải mái. Cái đó gọi là điều thân. Thì như vậy, mỗi bước chân và mỗi hơi thở đều có thể chế tác được hỷ và lạc. Mỗi tiếng chuông đều có thể chế tác được hỷ và lạc. Và trong khi ngồi thiền, mình chế tác hỷ và lạc. Và trong khi mình ăn cơm không vậy? Ăn cơm cũng không suy nghĩ.
Mình suy nghĩ nhiều rồi, tại sao phải suy nghĩ thêm? Thế nào trong khi ăn cơm đừng có suy nghĩ nữa, mà chỉ cảm nhận thôi. Tại vì niềm định tuệ nó cho mình thấy rằng đây là một khung cảnh tuyệt vời, được ngồi ăn cơm với thầy, với bạn tu, và cùng chế tác cái năng lượng niềm định tuệ để nuôi nhau là một cái hạnh phúc rất là lớn. Tại vì trong khi mình thở, mình lấy cơm vào, mình ngồi xuống, mình không phải là thực sự đợi những người khác, mình ngồi xuống để mình thở, mình đã bắt đầu ăn rồi, chứ ăn cơm nhưng là đã ăn, đã thấy thiền duyệt rồi. Lấy cơm xong, tới chỗ ngồi của mình, đặt cái mới xuống, ngồi và thở, đó là cơ hội chế tác hỷ và chế tác lạc. Và khi mà cái người chót đi vào với cơm của người đó xuống, thì lúc đó cái không khí ở trong thiền đường nó đã rất là hùng hồn rồi, hùng tráng. Tại vì mọi người đều đang thở, không có ai chờ đợi hết. Mọi người đều đang thở và cái năng lượng tập thể của niệm, của định nó rất là hùng hồn. Tại vì người nào cũng làm như vậy và chúng ta nuôi nhau. Chúng ta nuôi nhau bằng cái năng lượng niệm và định và tuệ tập thể. Khi mà thực tập với một tăng thân, nó có cái lợi như vậy. Hơi thở của mình, bước chân của mình, nó nuôi mình, nhưng mà nó cũng giúp nuôi cái người bạn tu của mình. Vì vậy cho nên sau khi từ Lạng Mai về đó, mình muốn tiếp tục đó, thì mình cũng nên thiết lập một nhóm người để mỗi tuần mình ngồi với nhau, mình đi với nhau, mình thở với nhau, mình ăn cơm với nhau. Cái đó gọi là thiết lập tăng thân. Cái bữa ăn á, nó được làm bằng từng miếng ăn. Thì mình lấy cái thìa, mình múc một thìa cơm lên. Và trong khi mình làm như vậy á, thì mình để ý tới cái thìa cơm của mình. Cái tâm của mình không có suy nghĩ. Trong khi ăn mình chỉ để tâm tới hai chuyện thôi. Là cái cơm của mình đang ăn. Và những người bạn tu đang ngồi ăn với mình. Chỉ để tâm tới hai chuyện đó thôi. Mình chỉ niệm hai thứ đó là niệm cơm và niệm tăng. Niệm cơm và niệm tăng. Mindfulness of food and mindfulness of sangha. Ngưng tất cả mọi suy nghĩ, nhớ rằng mình đang được ăn cơm và được đang ăn cơm với tăng thân. Thì đưa cái thìa cơm lên thì mình phải lấy cái niệm mà duyên với cơm. Mình thấy rằng đây là tặng phẩm của đất trời. Cái miếng bánh này, những cái hạt cơm này, nó là tặng phẩm của đất trời. Đất trời đã cộng tác với nhau để đưa tới cho mình cái miếng bánh này, cái hạt cơm này để nuôi mình. Và mình chỉ cần một giây, trong khi thở vào hay thở ra, mình chỉ cần một giây, hai giây là thấy được điều đó. Cái đó gọi là tuệ.
Có nhiều khi mình ăn mà mình không có biết là mình đang ăn, và mình không biết là đang ăn gì. Tại vì cái tâm của mình nó không có mặt đó. Gọi là tâm bất tại. Cái tâm mình không có mặt ở đó. Tại tức là có mặt. Ở trong chúng mình có một sư cô tên là Tại Nghiêm, tức là trang điểm bằng sự có mặt của mình, trang điểm cho đời sống bằng sự có mặt của mình. Tâm bất tại tức là tâm mình không có mặt. Ở đây là một câu trong sách Luận Ngữ: tâm bất tại yên, thị như bất kiến, thính như bất văn, thực như bất tri kỳ vị. Và khi mà tâm không có mặt á, thì nhìn mà không thấy, nghe mà không nghe, và ăn thì không có biết cái mùi vị của cái gì mình đang ăn. Đó là một câu trong Luận Ngữ: tâm bất tại yên, thị như bất kiến, thính như bất văn, thực như bất tri kỳ vị. Tâm không có mặt thì nhìn không thấy, lắng không có nghe, và ăn không biết mùi vị gì hết. Cái đó là không có chánh niệm, cái đó là thất niệm. Thì cái chữ tâm bất tại ở trong sách Luận Ngữ nó tương đương với cái chữ là thất niệm. Thất niệm là không có chánh niệm. Vì trong khi ăn cơm mình phải thực sự có mặt. Mà muốn thực sự có mặt thì phải ngưng sự suy nghĩ. Và trưa nay mình sẽ được ăn cơm chung ở đây này, ngồi thành nhiều vòng tròn. Và cái việc làm đầu tiên của mình đó, đặt bát xuống thì ngưng sự suy nghĩ và thở thôi. Thở như thế nào để nuôi được mình và giúp nuôi được những người khác ở trong chúng. Chúng mình nuôi nhau. Và đến khi mà có tiếng chuông và đọc năm quán rồi thì mình bắt đầu ăn như thế nào. Và mình phải sống từng giây phút, sống từng cái miếng cơm. Mình múc cơm lên, mình có niềm, mình thấy rằng cơm là sản phẩm của đất trời. Và khi mình chỉ cần nhìn một giây hay hai giây thôi là có thể thấy được cái sự thật là đây là sản phẩm của đất trời. Và khi mình đưa vào miệng á, thì mình ý thức rằng mình đang tiếp xúc với đất trời. Và khi mình nhai thì mình duy trì cái ý thức đó. Mình đừng cứ nhai những cái lo lắng, những cái buồn khổ của mình. Mình chỉ nhai cơm thôi. Đừng có nhai sự lo lắng, buồn khổ của mình. Và mình phải sống cái miếng cơm đó. Vivre cette bouche de nourriture en profondeur. Nhai như thế nào để có an, có hỷ, có lạc. Thành ra không phải là chỉ có cơm nó nuôi mình, mà mình còn được nuôi bằng an, hỷ và lạc. Nó là một nghệ thuật sống. Và mình có thể nhai 30 lần, ít nhất là 30 lần. Và trong khi nhai như vậy, mình chỉ thở và mình chỉ tiếp xúc với đất trời thôi, mà không có suy nghĩ. Cái bí quyết của sự thành công là no thinking, không có suy nghĩ. Tại vì sự suy nghĩ nó bốc mình ra khỏi cái giây phút hiện tại. Chúng ta suy nghĩ rất nhiều, nhưng những suy nghĩ của chúng ta nó không có ích lợi nhiều, không có productive. Mà nếu chúng ta cần suy nghĩ thì chúng ta suy nghĩ trong chánh niệm, trong định, thì suy nghĩ đó nó sẽ đưa lại nhiều cái trí tuệ, gọi là productive thinking. Còn thường thường những cái suy tư của chúng ta là non-productive. Càng suy nghĩ,
càng bấn loạn thêm, càng suy nghĩ càng confused thêm. Còn nếu mà có định và có tuệ thì cái suy nghĩ đó nó sẽ productive. Cái suy nghĩ mà không có ích lợi gì đó gọi là cái discours interior, là mental discourse. Nó làm cho mình bận rộn, mình không có tiếp xúc được với sự sống. Cho nên phải dừng cái mental discourse đó lại. Trong khi ăn cơm, trong khi đi thiền, trong khi ngồi thiền. Nhai 30 lần thì tự nhiên cái miếng cơm ở trong miệng mình nó trở thành rất là ngọt, rất là tasty. Nó trở thành một cái thứ đề hồ. Và nuốt rất là ngon. 40 lần, 50 lần lại còn ngon hơn nữa. Và mình ăn, không cần ăn nhiều mà vẫn cảm thấy đầy đủ, thoải mái. Không cần ăn nhiều, mình ăn cho kỹ thôi. Và như vậy mình sống từng cái miếng cơm mà vivra sát bushi là nó phải chưa mà đi qua. Thì miếng cơm cũng như là hơi thở, ăn như thế nào để có an, có hy, có lạc, đó là sự thách thức, sự tàn đề phi. Và mình được yếm trợ bởi những người khác để có thể ăn được như vậy. Nếu ăn được như vậy ở đây thì đến khi mình về thành phố mình về nhà mình cũng có thể ăn được như vậy. Nhưng thực tập ở đây cũng đơn giản thôi. Thì cái phẩm chất của đời sống của mình sẽ được nâng lên cao. Và mình không có tiếc nuối rằng một mai mình trở thành mưa, thì mình không có tiếc nuối rằng trong thời gian mình làm mây, mình có làm mây cho đàng hoàng. Quý vị lấy cái bài 37 tuần ra. Bây giờ mình đọc cái bài thứ 5. Xem Phổ Đà lên viết chữ Hán cho thầy nhé.
Cái đó uống trà lại có hí và có lạc, tôi thường uống trà. Rinh cho tí. Rinh cho tí là một cái thư pháp của thầy. Drink your tea properly. Enjoy your tea. More, more. Enjoy. Thank you. Tại mình ăn Tết hơi nhiều, thành ra bây giờ phải học bù lại. Ăn Tết kỹ quá. Bây giờ ngồi thở là hay nhất. Nhìn thấy rõ không? Chắc ba bài đủ rồi cả. That's enough, thank you, Sam. Thôi được rồi. Thôi được rồi. It's good enough. Đây là bài thứ mấy? Thứ năm phải không?
Thứ sáu và thứ bảy. Đây là bài ba bài kệ nói về mặt nạ. Mặt nạ tức là thức manas. Trước hết là có chữ năng biến. Chữ năng biến nó có nghĩa là cái chủ thể nó làm cho biểu hiện ra. Nó biểu hiện ra. Chữ biến này nó cũng có nghĩa là biểu. Biểu tức là chữ biểu này nó có nghĩa là làm cho nó hiện ra, nó biểu hiện ra, manifesting. Năng biến tức là cái lực lượng nó thúc đẩy sự biểu hiện. Mình có thể tạm dịch là manifester, the force that the force that bring about the manifestation. Thì cái chữ biểu này nó có khác với chữ tạo. Chữ tạo tức là từ không mà trở thành có. Tạo. Như là tạo hóa. Tạo hóa là creator. Tạo. Mà chữ tạo á là từ không mà trở thành có. Còn chữ biểu á, nó không phải là từ không mà trở thành có. Ví dụ như đám mây á, nó không phải là từ không mà trở thành có. Đám mây không có phải là từ không mà trở thành có. Trước khi nó biểu hiện như là đám mây thì nó đã có mặt rồi dưới dạng hơi nước. Hơi nước mình có thấy được. Và hơi nước nó chưa biểu hiện thành đám mây. Chưa manifest đám mây. Thành nó chữ tạo là create. Nó có nghĩa là từ không mà trở thành có. Còn chữ biểu nó có nghĩa là biểu hiện ra thôi. Chứ không phải là từ không mà trở thành có. Nó khác nhau vậy đó. Mà trong đạo buộc á, thì chỉ có biểu hiện chứ không có sự sáng tạo. Chứ không có. Vậy thì năng biến là manifester. Còn sở biến tức là manifested. Sở biến. Năng biến, sở biến. Ví dụ như mình nhìn lên trời mình thấy trăng sao. Thì đó là sở biến. Là manifested. Mình nhìn xuống dưới đất mình thấy núi, sông, cây cỏ. Đó là manifested. Và còn cái the manifester tức là tâm thức. Tức là araya, tức là store consciousness. Và hai cái đó nó không có tách rời nhau mà có được. Thì mình có thể lấy ví dụ hơi nước là năng biến và đám mây là sở biến. Hơi nước là manifester mà sở biến mà đám mây là manifested.
Thì khi mà mình nhìn vào đám mây vốn là một cái gì đã biểu hiện, thì mình có thể thấy được cái lực lượng năng biểu ở trong đó, năng biến ở trong đó, tức là hơi nước nó đang có trong đám mây. Thành ra lấy hơi nước ra khỏi đám mây không được. Thành ra năng biểu và sơ biểu, năng biến và sơ biến, nó là một, nó không có tách rời ra được. Còn ở trong Cơ Đốc giáo thì cái quan điểm về tạo hóa và tạo vật nó có thể khác. Là phần đông, nói phần đông chứ không phải là tất cả, phần đông người trong Cơ Đốc giáo họ nghĩ rằng Thượng Đế là tạo hóa và vũ trụ là tạo vật. Và tạo hóa và tạo vật có thể tách rời nhau ra mà có. Nhưng mà hơi nước với đám mây nó không có như vậy được. Khi hơi nước nó trở thành đám mây thì hơi nước nó nằm ngay trong đám mây, không có thể lấy hơi nước ra khỏi đám mây. Hơi nước là the manifester, còn đám mây là the manifested. Nhưng mà trong Cơ Đốc giáo có những nhà thần học họ thấy được rằng là cái sự bất nhị giữa thượng, giữa tạo hóa và tạo vật. Và họ nhìn vào tạo vật họ thấy tạo hóa ở trong đó. Trong cái creator, nó có creator trong đó. Trong tạo vật có tạo hóa trong đó. Thì cái lực lượng để làm biểu hiện ra vũ trụ và thế giới và sự sống á, cái lực lượng thứ nhất á, gọi là đệ nhất á, là Alaya, là Store Consciousness. Còn cái lực lượng thứ hai này gọi là Mặt Nạ, gọi là đề nhị năng biến, the second manifester. The first manifester tức là cái năng lượng biểu hiện, cái năng biến thứ nhất á, là tàng thức. Bây giờ mình học tới cái năng biến thứ hai là Mặt Nạ. Đề nhị năng biến học rồi, bây giờ mình học tới đề nhị năng biến. Thứ là bây giờ secondly, thứ là secondly. Kế tiếp đó là cái lực lượng năng biến thứ hai. Nó là một cái thứ tâm thức, thể thức, có tên là Mặt Nạ. The second manifester is a kind of consciousness which name is Manas. Dễ không? Dễ quá. Có gì khó đâu. Y bị chuyển, duyên bị. Bị này tức là cái kia, the other năng biến, tức là cái đề nhất năng biến. Thành cái bỉ này là Alaya, là tàng thức. Y bỉ chuyển duyên bỉ, tức là cái mặt na này nó nương vào cái kia, tức là cái tàng thức mà phát sinh. Nó lấy cái kia làm một căn cứ để phát sinh. Và nó trở lại, nắm lấy cái kia, duyên lấy cái kia. Y bị chuyển duyên bị. Giống như là có một cái dây leo đó. Một cái dây leo đó. Một cái plantar, grand plantar đó. Nó đưa ra một cái nhánh, rồi cái nhánh đó nó ôm quanh cái thân cây. Thì cũng vậy. Đây là tàng thức. Đây là đệ nhất năng biến, the first manifester.
Và trong đệ nhất năng biến nó có một cái sức sống gọi là bản căn. Thì từ cái sức sống bản căn đó mà nó phát sinh ra cái đề nhị năng biến. Cái này là tàng thức, cái này là mặt na. Y bỉ tức là nương vào tàng mà phát sinh. Chuyên dương bỉ là trở về nắm lấy tàng. Trở về nắm lấy tàng. Tiếp đến là cái lực lượng năng biến thứ hai, đó là một cái thứ tâm thức mà tên là mặt na. Nó nương trên cái tâm thức kia, tức là tàng thức, và nó trở lại, nó ôm lấy cái tâm thức kia. Y bỉ, chuyển duyên bỉ là như vậy. Tư lương với tánh tướng, tư lương tức là tánh tướng, cái bản chất của nó và cái tướng trạng của nó là tư lương. Tư lương tức là mentation, dịch tiếng Anh là mentation và cogitation. Cái này là cái thought center, cái mặt nạ là cái thought center, cái trung tâm của tư duy, cái nền tảng, cái căn cứ để dựa vào đó mà phát sinh ra những cái tư duy, những cái tư duy. Và đây là một cái loại trực giác. Và đây nó phát sinh từ cái sức sống, từ cái bản căn, cái sức sống, cái vitality đó. Và nó nhận ra là cái hình hài này, cái hình hài này là nó. Và đây là chủ thể, và đây là đối tượng. Chúng ta biết rằng con người của chúng ta được làm bằng 5 yếu tố. Thứ nhất là sắc, thứ hai là thọ, tưởng, hành và thức. Thì trước hết đó, là mặt na nó được phát sinh từ trên này và nó nắm lấy cái hình hài này, nó cho là nó. Nó cho là nó. Cái hình hài này trong tàng thức á, nó là một cái rất là mầu nhiệm. Nó không phải là đối tượng của một cái sự nắm bắt nào hết. Nó hoàn toàn có tự do. Nhưng mà mặt na nó ôm lấy cái đó và nó cho đó là cái ta của nó, cái đối tượng của nó, đối tượng của nó. Cái đó gọi là thân kiến. Đó là một cái view, một cái thấy, gọi là thân kiến. Cái thân này là ta. Tương phản là sát, kaya, dristi. Thân kiến. Thành ra mặt na có chủ thể và đối tượng. Và đối tượng của nó là cái hình hài này. Hình hài này là tôi, là của tôi. Cái này là đề nhị năng biến. Cái này là đề nhất năng biến. The first manifester là tàng. The second manifester là mặt na.
Và cái bản chất cũng như là cái chức năng của bằng đá là tư lượng, là mentation, tư lượng. Dịch là cogito, cogitation hay là mentation. Cái nhận thức này là một cái nhận thức trực tiếp, một cái trực giác, nhưng mà một trực giác sai lầm. Và trong tàng á, thì cái hình hài này là một cái gì màu nhiệm và không có, và có rất là nhiều tự do. Nhưng mà đối với Mạt Na thì cái này là cái đối tượng của nó, cái đối tượng thương yêu của nó. Nó chấp đó làm cái ta, và nó bám lấy cái đó. Và cái hình ảnh này không phải là hình ảnh của thực tại, mà là một hình ảnh được tạo tác bởi cái tâm thức. Thì cái hình hài này trong tàng thức nó là tánh cảnh. Tánh cảnh. Tức là la sô sang xoa. Nhưng mà khi mặt nhanh nhìn thì thấy cái hình hài này nó biến hình. Và đây không phải là tánh cảnh, là la sô sang xoa, mà là một hình ảnh do tâm thức nó tạo tác. Cái ta là một cái tạo tác của tâm thức. Và suốt ngày đêm thì ôm lấy cái hình hài đó, nói đây là ta, đây là của ta. Không biết rằng cái hình hài này nó được làm bằng núi sông cây cỏ. Thực ra thì đây là cái hoàn cảnh, đây là cái môi trường của sự sống, đây là vũ trụ. Nó tạo tác ra một cái hình hài. Và nhìn vào trong hình hài này thì mình thấy cái môi trường, cái environment. Và con người men là được làm bằng những cái yếu tố của môi trường, và lấy những cái này ra khỏi thì không còn cái này nữa. Và Mạt Na không thấy được cái đó. Mạt Na nói cái này không phải là tôi, chỉ cái này mới là tôi thôi. Vì vậy cho nên có một cái nhìn méo mó về cái hình hài đó, và cho là cái ta của nó. Nương vào tàng thức mà biểu hiện, rồi chuyển lại ôm lấy tàng thức làm đối tượng. Và cái tánh chất cũng như là cái hình thái hoạt động của nó là tư lượng. Và chúng ta có bản dịch tiếng Việt và tiếng Anh ở trong đó. Chúng ta có nguyên văn tương phản. Bây giờ mình đi sang cái bài thứ 6. Tứ phiền não thường câu. Tức là đi theo cái đề nhị năng biến này, đi theo cái thức Mạt Na này, nó có 4 cái phiền não, 4 cái affliction. Phiền não tức là klesha. Thường câu tức là đi chung á. 4
cái affliction, bốn cái phiền não thường đi chung với thức này. Và bốn cái đó là tiêu vị này, nó có tương đương, giá trị tương đương với hai chấm. Bốn phiền não đó là ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái. Tình này tức là và, chứ không có gì hết. Tình này có nghĩa là và, ngã mạng, ngã ái. Ngã si tức là sự si mê về ngã, ignorance about self, một cái thấy sai lầm, một cái sự u mê về cái ngã. Ngã kiến là một cái thấy sai lầm, một cái thấy sai lầm về ngã, một sự u mê về ngã, một cái thấy về ngã. Ngã mạng là một cái mặc cảm về ngã. Tại vì mình đã nhận một cái gì làm cái ta rồi, thì từ đó nó phát sinh ra ba cái mạng, ba cái mặc cảm, là ta, là hơn người khác. Đó là cái ngã mạng thứ nhất, cái complex thứ nhất. Ta là hơn người khác, ta là number one. Cái thứ hai là ta là thua người khác, ta không có giá trị gì hết. Cái đó gọi là mặc cảm tự ti. Mặc cảm thứ nhất là mặc cảm tự tôn, complex de superiority. Mặc cảm thứ hai là tự ti, complex de inferiority. Và ngoài ra còn cái complex thứ ba nữa là complex de legality. Ta có thua gì nó đâu, ta cũng bằng nó thôi. Thì có ba cái mặc cảm đó, ba mặc cảm đó gọi là ngã mạng, ba thứ mạng: hơn người, thua người và bằng người. Ngã ái tức là dính vướng mắc vào nó, gọi là ngã ái. Cho nên cái đề nhị năng biến này, cái thức này á, được gọi là tình thức, được nhiều người, nhất là thầy Hoàng Trang, gọi là tình thức. Nó có tên là tình thức, dịch tiếng Anh là the lover, the lover. Ở trong chúng ta người nào cũng có cái the lover hết. Bây giờ chúng ta lặp lại ha. Thức này nó thường đi chung với bốn loại phiền não. Những loại phiền não đó là ngã si, ngã kiến và ngã mạn, ngã ái. Ngoài ra nó còn đi chung với những cái tâm hành như là xúc ý, xúc tác ý, thọ tưởng tư, xúc đắng cu, là xúc vân vân, đắng là vân vân. Đắng này tức là etc. Câu là đi đôi. Thức này nó đi đôi với bốn phiền não và nó đi đôi với năm tâm sở, gọi là xúc tác ý thọ tưởng tư, là năm tâm hành. Năm tâm hành gọi là biến hành. Dễ không? Hiểu hết chưa? Ai không hiểu giơ tay lên. Không có gì. This consciousness goes together with the four afflictions: ignorance about self, a wrong view about self, complexes about self, and attachment to self. And it always go together with the five universal mental formations.
Bây giờ có một bài chót nữa. Hữu phú vô ký nhất. Nó vô ký, tức là nó không phải thiện, không phải ác. Mà nó hữu phú là nó bị che lấp. Nó bị che lấp. Tại vì nó được phát sinh từ cái ý chí muốn sống. The will to live. Là volonté de vivre. Và nó ôm chặt lấy cái hình hài này. Ôm riết lấy hình hài này. Nó, và vì vậy cho nên nó bị, nó không có thấy được sự thật. Vì vậy cho nên gọi là hữu phú, là bị che lấp. Voilé, hữu phú là veo, voilé. Nhưng mà tuy vậy nó vẫn là vô ký. Tức là không có thể nói nó là thiện hay là ác được. Nó rất là hay, mình từ từ mình sẽ hiểu được cái chữ vô ký. Vriyakrita là vô ký, là không phải thiện, không phải ác. Nó đứng về, nó nhiếp về, nó thuộc về cái loại, cái category gọi là hữu phú vô ký. Trong khi cái đệ nhất năng biến này là vô phú vô ký, và nó là hữu phú vô ký. Nó cũng là vô ký như tạng thức, nhưng mà nó bị che lấp. Tùy sở sanh sở hệ, hệ tàng biểu hiện ở đâu thì nó biểu hiện ở đó. Sanh ở đâu thì buộc theo đó. Nó đi theo tàng như bóng theo hình. Tùy là đi theo, sở sinh là cái chỗ biểu hiện, chỗ sanh ra, sở hệ là buộc vào đó. Nó đi theo tàng như là bóng theo hình. Nó về lần mai, tàng về lần mai thì nó cũng về lần mai. Và khi mình chứng được quả A-la-hán, hay là mình đi vào một cái định gọi là diệt thọ tưởng định, đi trên con đường xuất thế đạo, thì không còn nó nữa. Thì nó biến mất, nó không còn nữa. Và thay thế cho nó là một cái loại trí tuệ gọi là bình đẳng tánh trí, the wisdom of non-discrimination. Bình đẳng tánh tức là không có kỳ thị nữa, không có thấy có ta có người, vượt ra thoát ba cái mặc cảm, không còn si mê, không còn ái nhiễm nữa, thì cái trí tuệ đó gọi là bình đẳng tánh trí, the wisdom of sameness, non-discrimination. Thì đó là cái ý niệm của nhiều nhà học giả về duy biểu. Là khi mình tu đạt tới quả A-la-hán và đi vào diệt thọ tưởng định và đi vào con đường xuất thế đạo thì mạt na không còn. Chính cái điểm này mà mình không đồng ý. Chính cái điểm này nó làm cho duy biểu học chưa đạt tới cái đại thừa tuyệt đối được. Hai cái hàng này nó chứng tỏ là tác giả chưa vượt thoát được cái thấy nhị nguyên về nhiễm, về tình, về thiện, về ác. Trong đạo Phật chúng ta có cái ý niệm về năm cái thấy.
năm cái thấy gọi là ngũ kiến. Thứ nhất là thân kiến. Thân kiến tức là thấy rằng cái hình hài này là một cái ta. Đó là một cái kiến giải sai lầm. Nói cái chuyện mà mình quán chiếu về sự có mặt của tổ tiên ở trong con người của mình đủ làm cho mình vượt thoát cái thấy đó. Cái này này không phải của ta. Cái này này không phải là một cái ta. Cái này này thật ra là sự tiếp nối của tổ tiên và cha mẹ. Mình nói cái này này là của riêng mình là ngây thơ lắm. Cái này này không phải là một cái ta. Mình không có làm chủ hình hài này. Hình hài này là một sự tiếp nối của một cái dòng sinh mạng đi từ tổ tiên cho đến cha mẹ tới mình. Và tiếp nối mình là con cháu của mình. Thì chỉ cần quán chiếu về cái sự có mặt của tổ tiên trong mình là mình có thể vượt thoát được cái ý niệm về ta rồi. Cái đó gọi là thân kiến. Thứ hai là biên kiến. Biên là một bên, một cái thái cực. Biên kiến. À, biên kiến là một cái trở ngại rất là lớn. Của nhận thức con người. Vì biên kiến cho nên con người không có nắm được cái sự thật. Ví dụ như mình cứ tưởng tượng rằng là chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức là hai cái có thể tách rời ra được. Là mình tưởng tượng rằng có một cái tâm thức nó ở trong cái tâm thức chủ quan, nó nằm phía bên trong. Nó có cái ý niệm về trong và về ngoài. Nó có cái ý niệm về chủ quan và khách quan. Nó có một cái tâm thức chủ quan, nó nằm bên trong. Và nó có một cái thế giới, nature, khách quan, nó nằm ở bên ngoài. Và hai cái có thể có mặt riêng biệt. Có cái thế giới khách quan hay là không có, thì tâm thức tôi vẫn có thể có mặt riêng được. Hay là có tâm thức hay không có tâm thức của anh thì thế giới khách quan ở ngoài nó vẫn có thể cứ có được. Thì cái đó gọi là cái thấy lưỡng nguyên, mà mình không biết rằng tâm thức và thực tại nó nương vào nhau mà có. Cái chủ thể nhận thức và cái đối tượng nhận thức nó không thể tách rời nhau ra được. Ở Tây phương á, có một cái trường phái triết học gọi là hiện tượng luận, phenomenology. Và trong cái trường phái đó họ chú trương rằng tâm thức luôn luôn có đối tượng, không có đối tượng thì không có tâm thức. Là conscience est toujours conscience de quelque chose. Không có thể có conscience tout court được. Thấy cái thấy không thể có mặt được. Thấy phải là thấy cái gì, nghe phải là nghe cái gì, buồn là phải buồn cái gì, khổ là phải khổ cái gì. Chứ còn những cái tâm thức mà không có đối tượng thì không thể nào có được. Và họ đã bắt đầu thấy được cái tính vô nhị, bất nhị của chủ thể và đối tượng. Thì khoa học cũng vậy. Khoa học ban đầu thì nghĩ rằng có một nhà khoa học, một quan sát viên đứng ngoài thực tại để quan sát thực tại.
Và hai cái đó là hai cái tách rời. Nhưng bây giờ khoa học bắt đầu thấy được rằng là mình không thể đứng ngoài thực tại để hiểu thực tại được. Mình phải đi vào thực tại, mình phải tham dự vào thực tại. Thay vì là một observator, mình phải làm một participant mới được. Thì bắt đầu thấy được cái tính cách bất nhị giữa chủ thể và đối tượng. Thành khi mà mình tin rằng có chủ thể riêng và đối tượng riêng, có cái trong riêng với cái ngoài, có cái trên riêng với cái dưới, có cái trái riêng với cái phải, và cái đó gọi là biên kiến, có cái chết riêng với cái sống, có cái nhiễm riêng với cái tình, có cái thiện riêng với cái ác, có cái khổ riêng với cái vui. Và mình đi, mình chọn, mình lấy một bên kia, mình lấy một cái thôi, còn cái bên kia mình không cần. Thì cái ví dụ mà ở làng Mai mình hay dùng á, là cái ví dụ tờ giấy. Tờ giấy này mình thấy rất rõ ràng là có hai mặt. Một là mặt trái, hai là mặt phải. Rõ ràng là có hai mặt. Nhưng mà sự thực mình không có thể nào lấy cái mặt này ra khỏi mặt kia được. Mình có thể nói anh ơi anh tới lấy cái mặt phải anh đi về Bọc Đô, rồi tới chị ơi chị tới lấy cái mặt trái để đi về Toulouse được. Không có thể nào tách rời ra nhau được. Hễ có mặt là phải có trái. Không thể lấy mặt ra khỏi trái và trái ra khỏi mặt. Thì cái trong và ngoài cũng vậy. Cái trên và dưới cũng vậy. Cái chủ thể và đối tượng cũng vậy. Cái nhiễm và cái tình cũng vậy. Cái thiện và cái ác cũng vậy. Cái hạnh phúc và cái khổ đau cũng vậy. Mà khi mà mình nghĩ rằng hai cái có thể có riêng nhau, có thể tồn tại riêng nhau, cái đó gọi là biên kiến. Và muốn thoát khỏi biên kiến thì phải có cái nhìn tương tức và xa bu. Tương hữu. Nó luôn luôn nó có hai cái một lượt, chứ không thể nào có một cái, như là cái trái và cái phải. Bây giờ mình nói tôi thích cái trái thôi, tôi không thích cái phải. Rồi mình lấy cái cưa, mình cưa, mình vứt cái bên này đi. Thì cái chỗ này nó trở thành cái phải. Hễ có trái là phải có phải. Không thể nào có một cái mà không có cái kia. Cái gọi là tương hữu, là co-being. Inter-being. Cũng như sen và bùn đó. Sen và bùn nó phải tương hữu. Nếu không có bùn thì không có sen. Nếu không có sen thì không có bùn. Sen nó trở thành bùn và bùn nó trở thành sen. Thành bây giờ mình hy vọng là chỉ có sen thôi. Vứt bùn đi thì làm sao được. Không có buồn thì không có sen. Cho nên là làng Mai mình nói rất rõ rằng là đừng đi tìm một cái hạnh phúc. Đừng đi tìm một cái nơi có hạnh phúc mà không có đau khổ. Cái nơi đó dù là Kingdom of God hay là tịnh độ cũng vậy. Không thể nào có một cái chỗ mình có thể trồng sen được nếu không có buồn. Không thể nào tạo dựng hạnh phúc được nếu không có đau khổ. Và ở đây bị kẹt vào cái chỗ là chỉ khi nào mà bỏ, mà tiêu diệt hoàn toàn cái mặt na thì mới có bình đẳng tâm trí. Thì có nghĩa là chỉ khi nào hết buồn thì mới có sen, là không có đúng. Cái vấn đề là phải biết sử dụng những cái buồn của mặt na để làm cái sen. Chừng nào có buồn là chừng đó còn có sen. Nó có nghĩa là trong quý vị nó có những cái nỗi khổ niềm đau, những cái năng lượng của ái dục, những cái tâm hành
vướng mắc, những cái tâm hành mặc cảm, những cái thấy sai lầm và những cái si mê đó, những cái đó là buồn hết á. Và nếu quý vị tới một cái nhà thờ hay là một trung tâm tu học khác thì người ta nói là tôi có cách để cho quý vị quét sạch tất cả những cái đó để quý vị có một cái hoàn toàn thuần túy hạnh phúc. Thì Lăng Mai không có nói như vậy. Lăng Mai nói là mình không cần phải quét sạch những cái đó, mình chỉ cũng biết sử dụng những cái đó để làm nên cái này. Mình phải biết sử dụng cái buồn để làm nên cái sen. Nếu quý vị đã từng có đau khổ, nếu quý vị đã từng có vướng mắc, đã từng có ái dục, thì cái đó là buồn. Mà sở dĩ mà quý vị sở dĩ quý vị không có hạnh phúc là tại vì quý vị để cho những cái đó nó phát triển, nó tràn lấp, mà quý vị không biết sử dụng chúng nó để làm thành những cái bông sen, bông sen của hạnh phúc. Hạnh phúc được làm bằng khổ đau. Nếu không có khổ đau thì không có hạnh phúc. Sen được làm bằng buồn. Nếu không có buồn thì không có sen. Sự thật là như vậy. Đây là một điều quý vị học được ở Lăng Mai. Tại cái điều đầu tiên là quý vị phải chấp nhận cái buồn ở trong quý vị. Tôi có buồn hả? It's okay. It's okay to have some buồn in yourself. Và ngay cái chuyện mà quý vị chấp nhận cái điều đó là đem lại cái sự bình an rồi. Quý vị đừng có náo nức, diệt hết buồn. Diệt hết buồn thì làm sao nó sáng được. Cái vấn đề là đừng để cho buồn nó tràn ngập. Cái vấn đề là phải làm thế nào biết sử dụng buồn để nuôi sáng. Tại vì hễ có buồn là có sáng. Hễ có mặt nạ là có bình đẳng tăng trí. Mà sở dĩ buồn đã bình đẳng tăng trí quý vị nhỏ xíu là tại vì quý vị không có nuôi, không biết nuôi sen. Quý vị không có biết sử dụng buồn để nuôi sen. Thành ra mình không có cần phải đi tới cái trường vô hữu, không còn mặt na thì mình mới có bình đẳng tăng trí. Chính trong khi cái mặt na nó vẫn còn đó mà mình có thể chế tác ra cái này. Đúng ra thì chính mình sở dĩ mình chế tác được cái này là nhờ có cái này. Nhờ có cái buồn này. Thành ra quý vị tới Lăng Mai, quý vị phải thấy được rằng cái giáo lý của Lăng Mai là chỗ mình phải chấp nhận những khổ đau của mình, những yếu kém của mình. Mình từ khắc có bình an, rồi mình học sử dụng những cái yếu kém, những cái khổ đau đó để chế tác ra cái hạnh phúc. Đó là cái nghệ thuật tu. Thế không có buồn thì cũng không có sen. Thế không có mặt na thì không có bình đẳng tánh trí. Cho nên nói rằng là tới địa vị A-la-hán không còn mặt na nữa. Đó là một sai lầm của các vị đi trước. Tại mặt na là căn cứ để làm phát sinh ra ý thức. Nếu không có mặt na thì làm sao có ý thức. Cũng như nếu không có lỗ tai thì làm sao có cái nghe. Nếu không có con mắt thì làm sao có cái thấy. Nếu không có mặt na thì không có cái căn, không có ý căn. Mà không có ý căn thì không có ý thức. Mà những vị giác ngộ như buộc các vị Bồ Tát đều có ý thức hết. Mà chính ý thức là cái dụng cụ để tu học. Nên sự rất là rõ ràng như vậy. Cho nên quý vị đọc cái bài của Thầy Pháp Cầu in ra đó thì sẽ có những cái câu như vậy để mà nắm cho vững. Hôm nay trời nắng chắc bớt gió mình có thể đi thiền hành được.
some short announcements on the timing of the talk. I think it could be a good one.